Thưa quý vị, theo thông tin mà chúng tôi vừa nhận được từ Bộ Y tế, thì 17 giờ 30 phút chiều ngày 7 tháng 3 đã có thêm 2 ca dương tính nằm trong chùm các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19 được công bố ngày 6 tháng 3 là NHN, nữ 26 tuổi, trú quán tại phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Đó là bà LTH sinh năm 1956, là bác ruột của bệnh nhân NHN, và anh GDP sinh năm 1993 là lái xe riêng của gia đình. Và đây là hai trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân NHN và họ đã được Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương sau khi phát hiện ra ca bệnh NHN. Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 7 tháng 3, Bộ Y tế đã công bố bệnh nhân thứ 18 dương tính với COVID-19 tại tỉnh Ninh Bình có tiền sử đi từ Hàn Quốc trở về. Tuy nhiên, ca bệnh này khi đi từ vùng dịch đã được cách ly tập trung.